Em cứ lên đi nhá, lên đi nhá, lên đi nhá. Ok, hôm nay mình rất là kỳ công vẽ ra cái xe ô tô này là để dạy cho các bạn một số thứ liên quan đến cái xe ô tô này và cái công ty đứng đằng sau cái xe ô tô này nhá. So, chào mừng các bạn đã đến với cả The Dang Livestream. Trong Dang Livestream hôm nay chúng ta sẽ đi qua một số các chuyên mục như mọi lần thôi. Hàng tuần thì mình sẽ cho các bạn một số một vocab này, nhưng mà hôm nay nó sẽ không phải là một vocab mà nó là một số vocab này về một công ty. Bởi vì dạo này đề thi IELTS Speaking Part 2 có ra cái đề là Describe a Business, miêu tả cái doanh nghiệp. Cái đề đấy nó được rất là có nhiều biến thể. Nó có đề là miêu tả một doanh nghiệp mà thuê nhiều người, miêu tả một doanh nghiệp mà gia đình, hoặc là miêu tả một doanh nghiệp mà nó rất là lớn, chung chung vậy thôi, đúng không? Thì chúng ta có thể chuẩn bị ở nhà một câu doanh nghiệp sau livestream này chúng ta có luôn rồi, đúng không? Đó, để chúng ta nói về một cái doanh nghiệp nào đó. Tí nữa mình sẽ cho bạn một số từ hay ho nhé. Và sau đó tí nữa thì hôm nay chúng ta sẽ có một số các cái update về tình hình thi IELTS. Một trong những cái development lớn nhất đó là dạo này IELTS được thi bằng máy tính. Đấy. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi nhỉ. Hôm nay mình nhớ vị khách mời, không nhớ là ông ấy ở đâu rồi. Anh em mấy người lên rồi? 274. Hình như hôm nay vào đề hơi sớm. Mọi hôm câu kéo các kiểu. Hát đi. Hát à? Không biết hát cái gì. Hôm nay không ăn đàn, rất là tự ti về giọng hát thôi. Anyway, thôi, mình xin phép được mời vị khách mời của mình xuất đầu lộ diện. Này, thực ra The Dang Livestream thiếu một chữ. The Dang với cả họ mày tên là gì? Để em bảo. Hello, xin chào tất cả mọi người. Đi gà, để em. Rồi, chào Nguyên. Đây. Ok, bỏ cái này đi. Rồi, welcome to the English show. Hôm nay mình sẽ là host của cái show này. Rồi, anyway. Rồi, rất là vui khi hôm nay được đồng hành cùng thầy Tùng trong cái livestream hàng tuần với thầy. Hello. Nhã. The Wing livestream. Đang livestream, đấy là lý do các bạn lên hôm nay đúng không? Ok, rồi. Phát đây là nếu mà ai chưa biết thì chú giới thiệu bản thân đi. Rồi, mình là Phan Nguyễn. Thì chắc là các bạn nghe cái giọng Sài Gòn của mình thì cũng biết là mình đến từ Sài Gòn. Mình đến từ miền Nam. Một giáo viên cũng gọi là như thế nào nhỉ? Dạy cũng lâu rồi. Dạy cho đi ASO cũng khá là lâu. Ở thâm niên. Yeah. That's it, đấy là đúng rồi. Đấy là tất cả những điều mà các bạn cần biết về Phát. Và thông tin nữa các bạn cần biết về Phát là Phát đá phép rất kém. Anyway. Có thanh niên nào đá pet thì anh em vú nhau nhé. Chúng ta tổ chức một buổi offline. Yes. Ok, so nếu các bạn nhìn thấy cái tranh trên hình thì chắc các bạn đã biết là hôm nay mình sẽ nói về chủ đề không phải ô tô, tranh về doanh nghiệp. Tất cả chúng ta tất cả các báo chí các kiểu đang đều pay attention tới một sự kiện đang là the talk of the town, đó là sự ra mắt cái xe của VinFast. Không, có hai xe, một cái là sedan, một cái là cái gì đấy em cũng không biết. Vinslow. Yeah. Anyway, đúng không? Thì fast là fast có phải là nhanh không hay là fast là không fast thì theo em được biết thì nó là viết tắt của bốn chữ cái, nhưng mà em chỉ nhớ được hai chữ đầu thôi. Chữ F thì nó là phong cách, còn chữ A thì nó là ấn tượng, còn chữ S và chữ T là cái gì đó thì em quên mất tiêu rồi. Nhưng mà chữ fast thì cái ý nghĩa đằng sau của nó là như thế. S chắc là xuất sắc. Sai chính tả rồi. Rồi. Quay lại vấn đề chính là không để các bạn đợi lo đúng không? Ok. Nè, 500. Lên tiền em ơi. Này, 500 lên là anh, chứ không phải mày. Nha. Let's get that right. Thôi rồi, hôm nay Phát có lên hijack livestream của mình. Nhìn lên năm cướp. Thì bây giờ nhá, anh sẽ throw you under the bus. Bây giờ mỗi người phải chia sẻ một từ. Ok. Chúng ta sẽ tổng hợp làm thế nào để có 5 từ đi, 5 từ vựng để miêu tả một công ty to. Miêu tả Vingroup. Rồi, cái Vingroup này đúng không? Vingroup đúng không? Và mục đích của chúng ta là dùng 5 cái từ này để chém gió về part 2, part 3 mà liên quan đến cả một doanh nghiệp. Đặc biệt là doanh nghiệp to. Nào, bây giờ chú vừa vào thì chú có từ gì? Số 7
Thế thì cái từ đầu tiên mà em nghĩ đến từ Vingroup thì đâu là ai cũng biết rồi đúng không? Tại Vingroup thì nó rất là nổi tiếng trong nhiều cái gọi là cái ngành nghề khác nhau, bất động sản có rồi bây giờ đến cả xe nữa. Thế thì đó là một cái tên mà gọi là tên mà mọi người đều biết đến. Thiếu mất bao người sinh cái gì cũng có. Trường học rồi. Cái từ đó chính là cái từ là house home. Nè. Household name là sẽ hiểu đấy, tức là một cái tên mà mọi nhà đều biết đấy, thương hiệu đúng rồi, nhà thương hiệu đúng không, cái thương hiệu mà ai cũng biết đấy. Dùng nào, kiểu Vingroup is a household name. Đúng rồi, it's really big that everybody knows about. Đúng household name in Việt Nam nó sẽ dùng hết nhỉ. Đúng rồi. Ok, thì thực ra là nhắc đến Vingroup thì rõ ràng ai cũng biết rồi, nhưng mà cái ấn tượng của mình với cả Vingroup không chỉ là về sự nổi tiếng của Vingroup mà còn là sự bành trướng rất là nhanh của Vingroup nữa. Và trong tiếng Anh có một cái idiom mà có thể miêu tả được cái sự bành trướng rất là nhanh của Vingroup, đó là phát triển một cách người ta gọi là vượt bậc ấy, được chưa? Nó là idiom này: grow leaps and bounds. Thì nếu bạn nào chưa biết thì chắc là bound thì chắc là ít người biết là gì, nhưng mà leap thì nhiều người biết đúng không? Leap có nghĩa là nhảy, đúng không? Đây là động từ dành cho con ếch ấy. A frog nó leap, có động từ luôn là leap frog. Thì grow leaps and bounds, bound cũng là một cái bước nhảy kiểu giống như là leap, và grow leaps and bounds tức là nó phát triển một cách nó vươn bậc. Dùng đơn giản thôi. Vingroup goes leaps and bounds. Grow leaps and bounds. Dạ, đúng rồi, đơn giản như thế. Rồi, chú tìm từ nữa đi. Rồi, để suy nghĩ đã, không có thời gian suy nghĩ cấp quá. Nhưng mà Vingroup còn nghĩ đến cái gì nữa nhỉ? Ở đây bây giờ mình mô tả Vingroup một tí đi, được chưa? Thế thì cái Vingroup này thì cái ngành thu nhập chính của nó đó chính là cái Vinhome là bất động sản, đúng không? Thế thì bất động sản thì ai cũng biết rồi, real estate. Rồi, thế thì bây giờ em cho cái từ là nguồn thu nhập chính đi. Rồi, thế thì cái nguồn thu nhập chính mình có một cái idiom như thế này rất là hay nhá. Biết đâu đây, hết chỗ rồi. Đây nhá. Rồi đi. Rồi. Bánh mì và bơ. Đấy, đấy, bánh mì và bơ. Right. And butter, chắc để anh dừng cái này. Bread and butter, đó là một nguồn thu nhập chính. Cái mà kiếm ra tiền đúng không? Béo bở đấy, bơ. Bơ, béo bở. Béo bở. Cái gì mà béo bở là cái đó thu về rất là nhiều tiền cho anh. Dạng như vậy, Mỹ Nhân nhớ là bread and butter. Cái ví dụ như là bất động sản là bread and butter của Vingroup is real estate. Đó, được như vậy thôi. Đấy, bread and butter của chú là đi dạy đúng không? I'm teaching here at the house workshop. No, bread and butter của anh thì thực ra là làm người mẫu. Nhắc đến Vingroup thì chắc chắn chúng ta không thể nhắc đến bất động sản, đúng không? Bất động sản là cái bread and butter của Vingroup. Nhưng mà nhắc đến cái sự kiện VinFast này thì một cái idea nó đập vào trong đầu mình, đó là cái công ty này là không ngừng thay đổi và phát triển, sáng tạo gì là sáng tạo. Thì trong tiếng Anh nó có một cái idea rất là hay để nói về việc sáng tạo, đó là idea này, đó là push the envelope. Đấy, push the envelope. Đẩy phong bì đi à? Đẩy phong bì thì nghĩa là như thế nào? Công ty rất là hay đẩy phong bì. mình không verify được, không kiểm nghĩa là không kiểm chứng được, nhưng mà push the envelope nó có nghĩa là envelope ấy, mà rất nhiều bạn biết là phong bì đúng không, nhưng mà nghĩa động từ nó còn có nghĩa là bao bọc một cái gì đấy, là cái lớp bọc. Và push the envelope tức là luôn luôn push những cái kiểu rào cản đấy, và nghĩ là những cái mà nó sáng tạo, những cái mà okay, chưa có thoát ra khỏi phong bì. Ra rất nhiều tiền, mà push the envelope ra rất là nhiều tiền. Đấy, thì các bạn có thể nói là kiểu Apple cũng được, đúng không? Apple is always pushing the envelope with its innovative products. Apple luôn luôn là sáng tạo với những cái sản phẩm rất là sáng tạo của họ. Ê, ui, thôi, nhiều quá rồi, tôi năm rồi, bây giờ 4 thì nó hơi lạnh. Giờ 4 thì chắc rồi. Từ cuối thì như thế nào nhỉ? Mỗi người 2 rồi, thì từ này làm chung với nhau đi. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta thử miêu tả cái sự kiện này đi. Được. Sự kiện ra mắt VinFast, đúng không? Phong cách ấn tượng, đúng không? Anyway. Thì anh thấy là nếu mà cái trên báo đài ấy, trong tiếng Việt thì nó có một cái từ mà rất là hay để miêu tả những cái sự kiện như vậy gây chấn động, đó là gây bão. Rồi. Mà nếu mà có một cái từ mà nó tương đương ở trong tiếng Anh mà cũng liên quan đến bão ấy, thì chắc là sẽ dễ nhớ hơn đối với mọi người. Đúng rồi. Chú có ý điểm gì không? Rồi, đó là cái từ store, đúng không? Liên quan đến store, đúng không? Rồi, thì mình có mình đoán được cái cụm bên hai tuần rồi, đó là take something by storm.
gây bão ở đâu đúng không? Gây bão ở đâu đúng không? Thì cái something này là dùng như thế nào? Nếu như mà bây giờ là gọi là gây bão toàn cầu đi chẳng hạn, thì là take the world by storm. Oh, còn bây giờ gây bão Việt Nam thì quá. Gây bão Việt Nam thì như thế nào? Take Việt Nam by storm. Rất là dễ dùng. Wow, take something by storm. Wow, hay quá. Thì tất nhiên là năm cái từ này mình cũng không expect là các bạn là chúng ta là nhìn một phát là chúng ta dùng được luôn trong bài nói của mình đúng không? Chúng ta hãy cứ kiểu như là thấy cái gì mà hay hôm nay, một cái cũng được, chúng ta nhớ nó. Thế thôi, để cho các bạn dễ nhớ hơn thì bọn mình sẽ sâu chuỗi lại tất cả các cái câu này. Đấy, thành một cái câu chuyện, một câu chuyện mà chúng ta có thể nói trong phòng thi luôn. Đó, chú thử đấy. So cho luôn câu hỏi để cho nó có không khí. Có thể. Describe này. A big company. Đấy, rồi. Thế thì mình đang tập trung trả vào cái cue đầu tiên đúng không? Đó là what công ty là gì? What the company is đúng không? Thế thì bây giờ mình có thể nói là mình tập trung diễn tả về cái Vingroup mà. So, Vingroup is a household name in Vietnam. Everybody knows about it because it's so big. Okay. Sao nhá? Even though it is only a relatively young company, having been founded in early 2000s, well, we knew it though, not hanging, it has really grown leaps and bounds and become one of the biggest companies in Vietnam. Nó phát triển rất là nhiều, công ty lớn. Rồi, với cái câu này thì đơn giản thôi, nó mình cái nguồn thu nhập chính của họ đó chính là về bất động sản. So their bread and butter is real estate. Anh nói có sao nhá? Even though real estate is their bread and butter. Mm-hmm. They are always known for pushing the envelope and coming out with innovative products. But then recently, okay, lately, mình có thể nói là they have introduced two new models of cars, which really took the world by storm. Thuộc Việt Nam thôi. Yeah, yeah, thuộc Việt Nam. Em tự hào dẫn đầu mà em tự hào dẫn đầu là làm gây điên đảo cho bạn bây giờ. Và anh nghĩ là cái câu này thực ra đấy là nó khá là tròn trịa rồi. Nhưng mà trong các cái câu hỏi ấy thì thường là câu cuối là nó trong đặc biệt trong part 2 là nó hay bảo là phải miêu tả cảm xúc. Thì giả sử nếu mà nói về Vingroup với cả nói sự kiện ra mắt Vincar thì chúng có từ gì miêu tả cảm xúc không? Anh từ, chú từ. Thế thì bây giờ cái từ mà em nghĩ thì đó giờ tự hào thì ai cũng nói rồi, proud thì ai cũng nói rồi đúng không? Thì bây giờ mình khi mà mình biết cái tin là ôi Việt Nam sản xuất cái chiếc xe đầu tiên mà mình rất là sửng sốt, mình rất là ngạc nhiên. Thì cái từ mà em nghĩ ra đó là cái từ này, flabbergasted. Có chỗ biết nhỉ? Flabbergasted. Nhá. Flabbergasted. Đó, nhưng mà chú ý nhá là mình phải lúc nào cũng này. Thằng này nó luôn đi với cái dạng là flabbergasted như thế này là dạng bị động của nó. Đấy là cái từ này đồng nghĩa với cái từ là surprise. Từ này các bạn nhìn thấy luôn là rất là sang chảnh, rất là hoành tráng đúng không? Nó rất là đã chứ mẹ con. Flabbergasted. Nhớ được không? Những năm đầu tiên nhá, những năm đầu tiên sorry đây. Flabbergasted. Những cái bạn trang Google thì nó sẽ những ông này, sau đó thì nó sẽ những ngôn cam nhẹ ở đây nữa. Flabbergasted. Yeah. Thực ra cũng dễ đọc mà. Mọi người đúng không? Hai lần rồi như là mình tập cắt. Flabbergasted. Ok. Đấy. Đấy, anh thì anh nghĩ đến Vingroup thì cái phản xạ đầu tiên của anh là anh thốt ra mồm cái từ awesome. Nhưng mà awesome ấy, anh lại nhớ ra một cái từ mà anh em gọi là awesome rất là hay. Awesome thì là ví dụ như Vingroup rất là awesome hay là sự kiện này rất là awesome. Nhưng mà để miêu tả cảm giác của bản thân mình thì chúng ta có một cái từ rất là hay, đó là từ này, đó là từ awestruck. Đấy, thì struck tức là khiến cho mình cảm thấy kiểu đánh vào người, mình đập vào người, mình cảm thấy mình bị đơ ấy. Đấy, và rất là ít người biết cái từ awe có nghĩa là cảm giác mà trầm trồ thán phục. Đấy, thì awestruck tức là người mình bị đơ vì quá trầm trồ và đơ vì quá thán phục. Đấy. Kiểu giống như là flabbergasted thôi. Ví dụ như là kiểu when I saw the cars, I was literally awestruck. Hoặc là I was literally flabbergasted. So yeah, hy vọng là hôm nay đã có rất là nhiều từ và thông tin bổ ích đấy dành cho các bạn. Đấy, đúng không? Chỉ khi mà các bạn đến với được Nguyên thôi, nhưng thì các bạn mới học từ vựng như thế này thôi. Nhớ theo dõi tuần sau đi nhé. Tuần sau nhớ làm nhé. Sau nhớ làm nhé. Ok, rồi. Okay. Qua một tiếp theo nha. Còn một gì nữa Tùng nhỉ? Bây giờ thì đây phần này thì chắc là anh phải nhờ chú, bởi vì gần đây thì là phát là được đi đâu nhỉ? Mình được cho đúng rồi, mình đại diện cho công ty để được gửi đi thôi, được công ty gửi mình đi một đợt tập huấn, một đợt tập huấn cao cấp.
để nói về sự khác nhau giữa thi máy tính và thi trên thi IELTS trên máy tính và thi IELTS bình thường ấy mà. Ok. Thì hôm nay sẽ đây sẽ là cái nơi mà mọi người đặt ra những cái câu hỏi mình còn thắc mắc về cái dạng thi khá là mới này. Ok. Thì chú bây giờ chắc là Phát sẽ giới thiệu qua cho mọi người những cái sự khác nhau mà chúng ta nên expect. Ok. Bây giờ tất nhiên là máy tính nó rất là tiện, nhưng mà theo như chú nói thì nó không phù hợp với tất cả mọi người đúng không? Tùy thôi, đó là gọi là mọi người sẽ cảm nhận theo một cái cảm nhận riêng về nó. Ok, thế thì bây giờ em sẽ nhiệm vụ gọi là đảm nhiệm với cái việc là nói. Anh Tùng rảnh có làm cái gì? Viết đi. Đúng không? Đấy, ok. Rồi, thế thì bây giờ nha, mình sẽ lưu ra cho các bạn 4 điểm khác nhau. 4 điểm? Đúng rồi, có 4 điểm khác nhau mà các bạn cần nhớ rồi. Được chưa? Thế thì cái điểm đầu tiên ấy thì nổi bật nhất đối với cái kỳ thi mà IELTS on computer này, nó chính là một tuần các bạn sẽ có nhiều lần thi hơn. Được chưa? Không phải là một tháng, bình thường thì một tháng mình chỉ có 4 lần thôi, đúng không? Mấy lần? Bây giờ là một tuần là mình sẽ có 3 lần. Ok. Một tuần là 3 lần. 3 test dates. Rồi. Trên tuần đúng không? Ừ, đúng rồi. Và trong tương lai thì họ hứa rằng là trong tương lai sẽ có thể là lên đến 6 lần một tuần. 6 lần một tuần nữa? Đấy là thằng là buồn không có gì làm đi thi. Đúng rồi. Đăng ký đi thi. Hoặc là rất là tiện luôn, nếu mà bạn nào mà đi thi xong mà cảm giác là nát rồi thì là luôn ngày hôm sau luôn. Lý liên tục cho nó kiểu như là phản xạ tốt. Đó là một cái lợi nữa đó là tại sao phải đi liên tục đây, tại vì cái thứ hai là cái việc nó trả điểm lại. Hồi xưa là mình trả điểm là bao nhiêu ngày? 13 ngày đúng không? Mình phải đợi 2 tuần dài ngon, gọi là như thế. Trong sự thấp thỏm. Đúng rồi. Bây giờ nhận điểm thì là podcast. Bây giờ nó rút gọn lại còn có 5 đến 7 ngày một tuần nữa. 5 đến 7 ngày thôi, cái thời gian chờ của mình. 5 đến 7 ngày. Đúng rồi. Okay. Và họ hứa rằng ấy là trong tương lai nhá sẽ còn rút ngắn lại chỉ còn từ 2 đến 3 ngày thôi đấy. À thế à? Ừ. Thế nhưng ông Đồng, đây là từ trước cái này là rất phù hợp với những bạn nào mà đi thi mà cảm giác mình quá nát là cái này nó quá phù hợp luôn đúng không? Chúng ta không mất lâu để biết là okay, kết quả mình như thế nào. Không, thực ra mình nói đùa thôi, nhưng mình biết là tâm lý các bạn khi mà đi thi thì lúc nào cũng rất là lo, đi ra khỏi phòng thi là bao giờ ước là ôi đáng lẽ tôi phải viết như thế, đáng lẽ là tao không, tại sao mình không nói những kiểu đấy để phô từ này đúng không? Nhưng mà chúng ta bao giờ có những cái cơ hội sửa sai rất là nhanh với kỳ thi computer. Đó, được thi lại khá là nhanh. Cái thi nhiều, trả điểm nhanh. Cứ thi thoải mái, miễn là mình có tiền. Miễn là mình có tiền thôi. Quá rồi. Cái số 3. Là hầu như là cái này cái là nó. Từ. Cái trả điểm này là có trả giống như bình thường không hay là chỉ trả trên máy tính không? Trả điểm y như bình thường nha, các bạn cũng sẽ có cái form điểm báo về cho bình thường. Cho mình cái điểm trên cái form đấy thì những cái thông tin mà các bạn hồi xưa thi như thế nào, bây giờ cũng y hệt như thế. Không thay đổi gì cả. Ok. Rồi, cái số 3 thì bây giờ là nói về cái gọi là academic với là general gì đấy. Thì thi cái đó academic hay là general thì hầu như là tương tự. Để cho áp dụng cho cả hai cái kỳ thi này luôn. General. Y chang, có nghĩa là cái cuộc thi này nó có thể áp dụng cho cả academic với lại general luôn. Thì là cả hai đều thi được, đúng không? Còn một cái nữa, đó là cái là UKVI đúng không nhỉ? À, cái thằng mà thi cho các cái trường bên đúng đây. Đúng rồi. Thì hôm bữa tới cái thời điểm hôm ấy mình đi mình training ấy thì người ta bảo rằng là hiện tại thì chỉ có trong Sài Gòn thôi. Đó là chỉ có Sài Gòn đó là khoảng 2 tuần trước, 1 tuần trước rồi. Còn bây giờ thì nếu như các bạn muốn gọi là tìm hiểu ở Hà Nội nhá thì các bạn có thể là gọi điện lên trên IDP hoặc là VC để có thể là hỏi thêm thông tin chi tiết về cái phần này. Được chưa? Đây là cái phần thi mà trên máy tính nha, mình đang nói trên máy tính đấy. Còn nếu như các bạn thi thường thì ở Hà Nội hiện tại vẫn có. Trên máy tính thì hiện tại Hà Nội chưa biết thôi. Đấy, chưa có cập nhật. Ok. Đấy. Rồi. Và cái cuối cùng, cái số 4 là cái quan trọng nhất. Ok. Là mình sẽ điểm qua những cái điểm giống và khác nhau, điểm khác nhau, cơ bản chính là điểm khác nhau, được chưa? Okay. Về cái format thi ấy, thì nó sẽ tương tự. Có nghĩa là mình sẽ điều thi có 4 kỹ năng: reading, listening, speaking và writing. Chỉ khác nhau là đúng cái tên của nó, đó chính là khác nhau về cái hình thức thi. Một bên là giấy, một bên là máy tính. Nói thế ra biết rồi. Rồi. Bây giờ đi vào chi tiết này. Thế thì bây giờ với mình đi qua reading trước đi nhỉ? Ok. Để đây các bạn thấy không nhỉ? Để ghi đây các bạn thấy không? Thấy không là bên đây? Có. Ok, cool. Rồi, thế thì khác nhau về cái reading đó nha. Thì bây giờ thì thay vì mình sẽ không còn cái việc là phải lật giấy nữa. Hồi xưa mình nghe cái tiếng lật giấy lật qua lật lại, nhiều khi là nhiều bạn cảm thấy phiền. Nhưng mà bây giờ thì thi trên máy tính là mình sẽ có, nếu như là cái màn hình nó được chia ra hai bên cho các bạn.
một bên là cái bài đọc, một bên là câu hỏi. Ừ. Được chưa? Cái việc các bạn làm sử dụng con chuột, các bạn rê nó kéo xuống, kéo xuống, các bạn đọc thoải mái thôi. Reading tức là bây giờ là theo cái hình thức là tủ lạnh side by side. Đúng rồi. Một okay. bên là đề nhá, sau đó là một bên là bài đọc, một bên là cái đề. Đấy, ngày xưa thì là rất nhiều bạn làm ở nhà là có cái phương pháp là ngồi bóc đề một bên, câu hỏi một bên. Đúng rồi, xong rồi đi thi cũng làm như thế, tức là bị đánh dấu bài. Nhưng mà bây giờ các bạn yên tâm là side by side là nó là dườn long ở trong trong computer rồi. Đấy, được. Thế là có được gạch chân bôi đen được, được. Cái này mình được nhá. Mình được tô vàng lên, sau đó cái hay của máy tính đó chính là các bạn được gọi là thay đổi phông chữ, thay đổi màn hình, rồi thay đổi kích cỡ chữ, tất cả các kiểu luôn cho phù hợp với mình. Bây giờ ví dụ như có những người mà thích nhìn chữ viết tay ấy, thì là có thể đổi toàn bộ cái thành cái phông mà nghiêng được. Đấy, đó là reading. Bây giờ tới cái listening. Cái này thì theo mình nghĩ đây là chính là cái mà gọi làm cho các bạn phải quyết định này. Đây là cái chốt này. Thì reading và sofa là thấy là khá là có lợi rồi, đúng không? Đúng rồi. Không có gì khác lắm. Rồi, listening thì anh Tùng biết là cái gì gọi là cái khác biệt nhất không nhỉ? Biết đâu. Bình thường ấy, listening mình thi giấy là mình sẽ có 10 phút cuối cùng. Đúng rồi. Để mình chuyển cái đáp án của mình vào trong cái tờ thi của mình, đúng không? Còn bây giờ nhá, thi trên máy tính các bạn sẽ không có 10 phút đấy nữa. Cái gì? Không có transfer time. Đúng rồi, chính xác. Cái thời gian mà các bạn chuyển cái đáp án sẽ không còn nữa. Cái quan trọng chính là cái này, được chưa? Tức là bây giờ làm là nghe là làm luôn. Đúng rồi, nghe là phải đi ngay vào luôn, tại vì mình đánh máy mà, nghe là làm luôn. Đấy. Không còn 10 phút cuối cùng nữa. Xong hết bài, người ta báo hết giờ là coi như người ta nhảy qua một cái trang khác. Hết giờ làm bài. Thế à. Đấy, suy nghĩ. Thế nó gì nhỉ? Cái này là tức là ông nào mà theo trường phái mà làm kiểu take note, ví dụ như vừa nghe mà take note là không được, đúng không? Thì take note thì vẫn nên làm giấy. Cuối là còn transfer đáp án nên mình so sánh đáp án mình transfer, còn listening là chỉ có những thanh niên nào là gấu thôi, làm luôn. Đúng rồi. Đấy, tự tin lắm thì mới nên thi computer, đúng không? Yeah. Ok, thế thì nó cũng là một cái sự thay đổi, nó khá là khủng khiếp đấy các bạn. Nếu mà chúng ta ở nhà, chúng ta cảm thấy là mình vẫn nên take note, mình cứ làm kiểu như là multiple choice, đúng không? Mà mình không làm trực tiếp ABC, mình làm trực tiếp mình hay sai ấy, thì các bạn nên cân nhắc là thi giấy. Còn nếu các bạn nào mà làm ở nhà khá là đều tay, đấy thì cũng không có gì. Và đặc biệt là thực ra là bây giờ nhiều người ta luyện đề ở nhà, người ta luyện những cái trang IELTS online test, đúng không? Làm trên mạng ấy thì cũng như thế thôi, cũng như vậy thôi. Thì nếu bạn làm quen thì thực ra đi thi nó cũng không vấn đề gì. Và mình vẫn được phát giấy nốt cho các bạn trong lúc thi nhá. Nhưng mà vấn đề là mình không có thời gian để mình nốt thế mà. Đấy, tại vì nó đã bỏ hết 10 phút đấy rồi. Vẫn có nháp, đúng không? Đúng rồi, vẫn có nháp, Reading có nháp không? Vẫn nha, chắc bạn nghĩ là có em. Cái này không có nói đến. Đây là chơi confirm nha, chơi confirm nha. Rồi, nói tới cái writing này. Writing thì bây giờ đúng là cái lợi thế của nó là trên máy tính sẽ xuất hiện ở đây. Có là bạn nào mà giỏi đánh máy thì đây chính là cái lúc mà các bạn xóa cái kỹ năng của các bạn. Và bạn được gạch xóa thoải mái, được xóa đi xóa lại, viết thoải mái. Đấy. Thế thì bạn nào mà kiểu cảm giác là mình viết một câu mình thấy chậm ấy, thì có thể do nhiều yếu tố, có thể là kiểu do ngữ pháp bạn hơi yếu, hoặc là mình từ vựng mình hơi hạn chế, mình phải suy nghĩ nhiều ấy. Thì viết máy tính có thể có lợi, hoặc là bạn nào ngược lại là kiểu quá khủng, viết một câu kiểu như là mình phải chăm chút từng ly từng tí một, gọi gì lời vàng chữ nào lời ngọc chữ vàng cái gì đấy, đúng không? Thì máy tính là rất là tốt, bạn thích mà không thì là xóa được luôn cả câu đi, đúng rồi, thoải mái, đánh thoải, đúng không? Chắc... bởi vì là khi giấy truyền thống mà lúc cuối mà bảo cô thích chết câu này mình không thích thì xóa thì rất là mất thời gian, đúng rồi, rất là mất thời gian. Cái writing cũng là có lợi thế hơn. Có một cái đó là dành cho những cái bạn như là beginner mà đi thi thì có là đây là có chức năng gọi là nó đếm từ cho mình. Chứ với những bạn mà advanced thì không có lo rồi, tại vì các bạn đã gọi là chắc cú với những cái câu mình viết, nhưng mà với những cái bạn beginner mới bắt đầu viết thì các bạn chưa có biết được số lượng từ. Thực ra beginner viết thiếu từ khá là đấy, đấy thì đây nó sẽ có một cái gọi là đếm từ cho các bạn không phải lo lắng. Okay. Đấy. Còn speaking cuối cùng nói mà máy luôn à? Skip hay không? Không được chưa? Cái này thì cũng nhiều bạn hỏi rồi, thì speaking thì mình vẫn thi một cách truyền thống. Là mình phải gặp mặt giám khảo để coi như là mình trực tiếp mình nói chuyện với họ, thì đây là cái gọi là không thay đổi. Nhưng mà speaking là thi cùng ngày hay khác ngày? Rồi, cái quan trọng nhá, thì bình thường là mình sẽ có cái speaking thì có những cái đợt là mình sẽ thi ngày hôm trước, ngày hôm sau và cùng ngày, nhưng mà tất cả bốn kỹ năng này khi mà các bạn thi trên máy tính đều cùng trong một ngày.
À thế à? Đều cùng trong một ngày. Thế là nhanh gọn. Tức là cái tông chủ đạo của cái kỳ thi computer là nó đẩy nhanh cái thời gian lên nhanh. Đúng không? Đúng rồi, rất là nhanh. Fast, okay. Fast. Cùng ngày. Ừ. À, thực ra là có nhiều bạn thì lại muốn chuẩn bị nhưng mà có nhiều bạn thì lại khá là sốt ruột cho nên là có khi cùng ngày có khi lại tốt đấy. Được, ok, chúng ta vừa qua một số các sự thay đổi nhé. Yeah. Đấy, bây giờ thi nhiều hơn này, tần suất nhiều hơn, turnaround thì ngắn hơn, cả hai cái mấy cái này thì coi như là vẫn thi được nhưng mà có vẻ là Sài Gòn thì là đi trước về một số các loại thi nó đặc biệt. Theo em được cập nhật thì hiện tại là Hà Nội cũng có rồi nhưng mà cũng chưa có chắc đâu, các bạn có thể là gọi lên để gọi điện lên. Yeah. Về các kỹ năng ấy thì là thi cùng ngày hết này. Đúng rồi, tất cả cùng ngày một ngày nhá. Lợi cho writing nhưng mà listening thì phải cân nhắc một chút. Đấy. Đúng không? Thì chúng ta cân nhắc những điểm mạnh điểm yếu của mình như nào. Yeah. Đấy, thì mình có thể đi. Thực ra là bạn nào mà cần phải nộp gấp thì mình nghĩ là computer maze thì vẫn khá là hay. Đúng rồi. Thôi cảm ơn Phát. Yeah. Việc của em xong rồi em. Các bạn cứ đợi đấy nhá. Rồi anh Tùng ơi, cửa ra đây này. Ừ, ok. Thực ra là bọn mình chỉ ấy thế thôi, ngày nào cũng phải về cùng nhau em thương nhau lắm chứ không thì các bạn đi mỗi cái xe máy. Rồi bây giờ đến phần Q&A mình. À, Q&A hỏi lắm rồi. Câu hỏi từ bạn Nguyễn Hữu Huân, à đâu, Hưng Hữu Nguyễn nhầm. Gần đến ngày thi rồi, thầy có lời khuyên gì để giữ tâm lý không? Anh mình đi thi 13 lần mình không bao giờ mình giữ tâm lý cả. Mình chỉ có một cái mà mình biết chắc đó là càng vào thi thì mình sẽ càng nhập tâm và mình sẽ càng cảm thấy nó tự tin hơn. Đấy, thì các bạn cứ cố gắng đừng để phần thi listening nó bị tâm lý quá thì các phần thi sau nó sẽ tốt hơn mình nghĩ. Rồi, cứ cố gắng là thư giãn thoải mái rồi, được chưa? À, ăn bữa cơm cuối cùng với gia đình. last supper. Ăn bữa cơm trước khi các bạn đi thi với gia đình. Trước khi nói là tiết kiệm đúng không? Sau đó mình cứ đi thi. Giờ đi quá tâm lý thật là thoải mái là quan trọng, đó là cái điều là chính nhất. Để cho mình càng thoải mái thì phần thi mới tốt được. Nhá, nếu trong nó căng thẳng khớp một cái là nghe trượt mấy câu xong nó về là ủ rũ ngay. Đấy, và chúng ta đã không giữ được tâm lý rồi thì chúng ta càng không nên mất bình tĩnh vì việc không giữ được tâm lý. Chúng ta cứ xác định luôn chúng ta sẽ mất bình tĩnh đi, nhưng mà cái việc đấy nó sẽ cái tension nó sẽ giảm đi khi chúng ta làm bài. Đấy, thì cố gắng phần thi listening đừng dù có tâm lý thế nào thì đừng có tạch. Tạch phần đấy nó rất là tâm lý các phần sau, cho nên là nếu mà các bạn làm listening tốt thì xuất kinh như vậy thôi, ban một thì có thể chúng ta cứ thư giãn nói chuyện với giám khảo. Coi nhớ là một cái cuộc trò chuyện. Đừng có đến phần part 2 là mình được lên kế hoạch đấy, là mình tung hết tất cả những cái gì mà thầy Phát dạy mình ra, đúng không? Đấy, mình tự tin hơn. Part 3 mình chém là lanh lách bành luôn. Quan trọng nhất nhá, cứ tự tin, đó là cứ tự tin và thật là cứ thoải mái thôi. Và có một cái để giảm áp lực đó là trong những tuần cuối đừng đặt áp lực về từ vựng nữa. Mình không nhồi từ vựng nữa đâu. Lúc đấy thì tập trung vào những cái yếu tố kiểu pronunciation, fluency hay là độ mạch lạc trong writing. Ôn lại những cái mình đã học thôi. Chứ có từ vựng cố gắng nhồi vào. Đấy, từ vựng thì nó cũng không nhồi được nhiều lắm đâu. Đấy, mình cứ... Đấy thôi. Đấy thôi. Rồi, tiếp tục. Bình thường, đây câu hỏi bạn Hạnh Nguyễn Linh, học sinh của mình, hoặc không. Bình thường trong khi nghe sẽ có thể nốt ra giấy, vậy thì computer thì nghe ở đâu ạ? Nghe ở tai. À, nốt ở đâu ạ? À, nốt nháp được không? Nốt thì lúc đấy thì như mình nháp đúng không? Đó là mình vẫn có nháp nhưng mà các bạn phải lưu ý có nghĩa là bắt nếu như mình bỏ thời gian mình nốt nháp ở đây đấy thì mình sẽ không có thời gian để mình điền đáp án vào. Nếu mình phải luân chuyển đấy, chứ mình phải thực sự rất là flexible. Trên máy tính là không nháp được. Trên máy tính là không có chỗ để cho các bạn nháp đâu, mình sẽ có nháp ở ngoài này. Nhá. Được. Thu Trang có thời gian nghỉ giữa giờ khi thi các kỹ năng không? Không, mình sẽ thử. Nó chỉ có thời gian để thu đề thôi, chứ không có thời gian để nghỉ. Thì các bạn có thể nghỉ trong lúc người ta thu đề nhưng mà nó cũng không dài lắm đâu. Cũng không đến nỗi mà kiểu có thời gian để đi. Cùng lắm là 2-3 phút gì đấy thôi chứ. Cũng không được đi vệ sinh luôn đấy. Trong cái thời gian đấy là chỉ có ngồi im thôi, bắt động thôi, immobile thôi. Nhưng mà mình đang lo là tại vì cái lúc đấy thì người ta cũng chưa nói đến cái vấn đề đấy. Nhưng mà khi mà thi trên máy tính khả năng cao là nó tự động hóa mà. Khi mình thi xong cái này là sẽ nhảy. Nó gấp luôn. Rồi nó nhảy qua một cái mới luôn. Đấy là sẽ không như là không có thời gian để mình nghĩ. Đấy, khả năng cao là thế. Ok, anh hết câu hỏi rồi, chú còn đôi gì không? Rồi, ở đây thì em nhận một cái câu hỏi từ bạn Anthony Phạm. Ồ, Việt Kiều à? Việt Kiều thôi, bây giờ trường hợp này nhiều lắm. Rồi, bạn hỏi ra là chức năng Control F có thể sử dụng trong phần thi reading không? Control F là cái lúc mà mình tìm từ ấy.
trong lúc meeting là cần file ấy. Ui dồi. Có được rồi không? Không rồi, khả năng cao là không rồi. Không phải là khả năng cao nữa, chắc chắn là sẽ là không rồi. Mình nhiệm vụ của mình là phải đọc cả bài mà mình chỉ có việc là kiếm cái con chuột. Ôi, câu hỏi quá hay luôn, được cần cho em. Lúc nào mình kiếm được cái chức năng đấy thì quá tiện cho mình đúng không? Kiểu tìm keywords, cần cho em gọi cái từ đấy ra, xong vấn đề. Nhưng mà không, nhưng mà có khi con cho em đấy lại là một cho lại nhiều ông làm nhiều sai nhiều hơn. Bởi vì là xuất hiện cái từ nó xuất hiện ở nhiều chỗ. Đó, đúng rồi. Ví dụ như là cả bài mà về tâm